bé lớp mầm mê khoa học, yêu thế giới tự nhiên, đặc biệt lại thích đọc sách tiếng Anh. Bố mẹ vật ngay trọn bộ 30 cuốn, National Geographic Level Pre-Reader nhé. Thăng tặng miễn phí, audio cho bố mẹ, và con nghe cùng và đọc theo. Chắc hẳn nhà nhà ai cũng biết, kênh khoa học tự nhiên rất nổi tiếng National Geographic, với biểu tượng ô vuông màu vàng, chuyên chiếu những chương trình về thế giới hoang dã, cây cỏ, con vật, trên các kênh TV rồi phải không nhỉ? Ít ai ngờ rằng đây còn là một nhà xuất bản rất nổi tiếng với nhiều đầu sách hay cho con đấy mọi người ạ. À. Hôm nay mình xin review cho bố mẹ bộ sách đọc nổi tiếng nhất nhé. Điểm tuyệt vời nhất của bộ sách Khám phá tự nhiên Nathan Geographic đó là mọi hình ảnh đều là chân thực, được chụp lại đầy sống động, giúp các bé khám phá khoa học một cách chuẩn xác và tự nhiên nhất. Thêm nữa là bộ sách có chia theo các level tương ứng với độ tuổi hoặc khả năng đọc hiểu tiếng Anh của con vô cùng tiện lợi, cùng điểm qua các level bố mẹ nhé. Level Pre-reader 30 cuốn dành cho các bạn mẫu giáo mới tìm hiểu và bắt đầu đọc tiếng Anh. Sách giấy bóng dày, hình ảnh rất sắc nét và là hình ảnh thật của các con vật trong tự nhiên tuyệt đẹp ạ. À.